firme. Bây giờ là livestream tiếp thôi. Ngủ quá trời ngủ. Đêm lê. Buồn ngủ quá. Cả nhà ơi, đi quay phim. Mà bây giờ chưa tới cảnh quay, buồn ngủ quá. Một ly cà phê sữa đá. Cái kẹp thì cũng đương nãy đâu Quỳnh, chị mượn đâu Quỳnh. Chào cả nhà. Ngọc Quyền, Kiều Tiền, Nguyễn Thanh Vi, sao con buồn, Quế Anh, cô thì buồn ngủ quá, buồn ngủ quá không biết làm gì cho nên ngồi live stream tiếp. Kỳ Duyên, Kiều Tiền, chào con, Phương Ly, trời đất ơi buồn ngủ quá chị uống không nổi nữa. Quán cà phê đang ngủ hả họng á, xấu tánh lắm, dẫm đứa mệt ngủ hả họng hoài. Lưu Ngọc Quỳnh Anh, Phương Ly buồn ngủ quá chửi không nổi. Ngân Nguyễn, cô đang quay phim con, cô đi quay từ sáng sớm tinh sương. Bây giờ thì hết xíu quách là đang ngồi rất là buồn ngủ mà chưa tới cảnh quay của mình. Thanh Thi, chị đi quay phim em. Zen Ly, cô không biết thì sao cô trẻ hoài, đang ngủ. Thương Nguyễn, Trúc Sinh, bánh gạo quay phim. Vang Ngọc Hương, cảm ơn em. Thúy An, chào con. Hoàng Hà, Hoàng Quyên, Phan Hoài Anh, con nhầm nhìn được con người ơi đẹp quá em. Mấy cô lai đẹp chơi chứ, sáng lên mất. Nguyễn Minh Hồng, Lô Ngọc Quỳnh Anh, cô ngủ đi làm sao ngủ được, ngủ mà chập chờn sợ người ta chụp hình lén hả họng đưa lên Facebook làm cô xấu, cô sợ. Đây ngủ tứ đại. Đang quay phim nè, biết gì chưa nè cưng, vẫn còn quay. Uyên Lê, thiên thần nhỏ xinh em, chị chào em, có hàng mới rồi kìa, thiên thần nhỏ xinh của chị ơi. Kim Kim Hương, bé bự, Thu Thảo, Nghi Trần, Mai Quỳnh, Tính Tiền, Liễu Nguyễn, Minh Thu, Trung Kiên, Lê Vệ Quyên. Chị nói chung tại vì sắc đẹp quan trọng quá nên chỉnh sửa hoài cho nên nó trẻ hoài. Tu Nhoi, Phương Bích, Thanh Thi, chị Hoa, chị cầm áo thun lên sọc đẹp. Mọi người tới shop ủng hộ cho Lê Giang đi. Lê Giang đi quay mà sợ shop bán không được, không có doanh thu á, nghiệp tôi lắm. Mọi người cứ tới ủng hộ đi. Rồi bữa nào á Lê Giang ở shop thì mọi người tới chụp hình với Lê Giang nha. Nhi Nhi, Lê Giang sẽ bị trong Minh Nhật Cơ, Nana Trần. Shop ở 332 Lý Thái Tổ á cưng. Quỳnh Nhi, Phương Nguyễn, cảm ơn con. Thiên thần nhỏ xinh, bữa nào em
ghé chị Gia xinh đẹp, cảm ơn em. Quyên, Bảo Lê, Chế Đây, Hoàng Diệp, 144 người, Trần Trần Duyên, Diễm My. Không, hôm nay phải đi quay. Nói chung là lịch quay bây giờ tới ngày 10 liên tục luôn rồi. Tháng này quay liên tục nhiều lắm, cho nên mọi người cứ tới shop ủng hộ cho Lê Giang nha. Trời ơi, hỏi nữa, shop 332 Lý Thái Tổ. Trời ơi là trời ơi. Lê Nguyên Bảo, quay xích cơm hả chị? Đúng rồi, cân quay xích cơm nè. Su Nhoi, Kelly Nguyễn, cảm ơn em. Ngọc Quyền, hát hết nổi rồi, bây giờ là rất là buồn ngủ mà phải livestream cho đỡ buồn ngủ, tới cảnh ra quay. Ủa xong chưa ta, phân đoạn nó lâu dễ sợ. Xong rồi chị, còn tới một cái nữa. Tây. Một con cái nữa mới tới chị hả? Nga Nguyễn Hồng Thắm, chào các em, các con. À cái gì con tới chưa? Cái thứ hai nè. Cái thứ hai phải không? Cái thứ hai là cái đi rình nè. À, thì đó đi rình thôi à, đâu có thoại gì đâu. Đó chỉ chờ con đoạn ra đi rình ta vậy. Rình mà cũng không được rình nữa. Thiền Soi, Trung Kiên, rửa xe, rửa nghi, rửa lộn với đọc rửa xe. Rita Nghi, chị khó kêu quá. Nguyễn Minh Nhật Cơ, phim Xích Cơm 260 tập, Hồ Như Thủy, chào em. Thì tụi em cứ tới shop đi, shop mở cửa bán, có đồ, đồ này có đồ mới đó, thì em tới ủng hộ cho chị đi. Cậu Ba Họ Nguyễn, quay ở quận 12 lận. Trúc Sinh, buồn ngủ quá chịu không nổi, có triệu chứng béo phì. Quảng cáo shop cô đi hả? Nữa đọc địa chỉ nữa hả? 332 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3. Cả nhà ghé shop của Lê Giang nha. Viên Lê, cà phê sáng uống hết ly rồi đó cưng. Cứ mỗi lần đi quay bởi vì người mặc là do cà phê sữa đá không à, chứ ăn thì cũng ít, cơm thì cũng không dám ăn, ăn cái gì cũng xíu mà sao nó cũng mập vậy, người nó cứ đồ sộ hoài à. Đi Lê, cảm ơn em, mập quá đi nè, cảm ơn con. Kiều Tiền, Lam Ngọc Hoa, Lê Hà, ngủ quá. Trần Bảo Bảo, trời ơi, Trần Bảo Bảo, how are you today? Tiên Tiền, đâu rồi con đâu? Con mới tham gia. À vậy hả? Vô, ngồi kế bên tôi bắt bẻ nữa sao không chào đó nè. Rất là xinh nha. Đó, thấy con gái tôi chưa, rất là xinh. À, mọi người, đây là một diễn viên, là một diễn viên mới. À, bé rất là trẻ, mặt rất là xinh xắn, à, không có chỉnh sửa như Lê Giang. Cậu Ba Hồng có chỉnh có không? À, tráng sơ, nó tráng sơ thôi, chứ còn cái về mà phẫu thuật đồ mà nặng ký thì không, là chuyển qua Lê Giang. Còn này tráng sơ, tráng sơ như bà mọi người đến shop của cô Giang 332 Lý Thái Tổ. Này, nhắc lại một lần nữa, nhắc lại một lần nữa, Lý Thái Tổ. Ôi ơi, Nguyễn Quý Khang của tôi ơi, em khỏe không? Trời ơi, nhìn cái này như hai chị em á trời. Cô cháu gì hai chị em á. Hai cô cháu đó, hai cô cháu đó. Mà nhìn đó, sắc đẹp của cô cháu ngang nhau vậy đó. Nè, giờ là cái mặt này là do người này make up nè. Đó, thấy chưa? Hai cái mặt này nè. Đó, hai cô cháu đẹp là do cái tay của cái người đứng ngoài sau đó. Cô gái tươi xanh đó, cái con Trần Bảo Bảo nay tóc đẹp quá trời. Ừ, bây giờ chị tháo tóc nối ra rồi.
nè, chị để đọc thiệt đó bảo Nguyễn Quý Khang, chị Giang gọi tên em với Nguyễn Quý Khang, Nguyễn Quý Khang, Nguyễn Quý Khang, Nguyễn Quý Khang, được chưa, vừa lòng chưa? Còn ba họ Nguyễn, vui quá, chị hai chị em tên con Linh Lú Lẫn, trời ơi tên đẹp quá, Linh Lú Lẫn, Đăng Kim Kim, Kennedy Nguyễn, hai chị em, hai chị em tóc bạc như nhau, nay chị đẹp quá à, rồi sao chị đẹp hoài vậy Khang, chị bực mình quá à. Lê Hà, tôi nói giỡn nha mọi người, đừng giận Lê Giang nha, tại tánh Lê Giang hay vậy nha. Cả mọi người nói Lê, trời ơi đẹp, đẹp chứ không có gì hết á. Cô sao cô đẹp hoài vậy? Biết sao cô đẹp hoài đúng ghê chứ, tại cô sửa quá mà. Phúc Thanh, Thân Ngô, Bảo Lê, chế đây, Bảo Lê đó nè, kêu nè, Trần Nhi, Lỗi Định Mệnh, trời ơi đặt cái tên gì ngộ vậy ta, Diễn Thành vậy, Phương Quỷ Phá, Quỳnh Xuyên, cảm ơn em Trang Thảo đó, thấy hai cô cháu đẹp không, cháu rất là trẻ, cháu rất là trẻ tuổi, rất là duyên dáng. Trần Bảo Bảo thì xong qua shop chị, bữa nào qua shop chị đi Bảo. Dân Thông, Lỗi Định Mệnh, chào em, Người Âm Phủ, trời đất ơi cái tên Người Âm Phủ nghe nổi óc hết trơn à. Nguyễn Thắng, Lê Văn Đô, không còn sức để hát, tâm trạng rất buồn ngủ, ngoài trời gió hiu hiu, ngồi trong quán cà phê đang chờ để quay đó các bạn. Gì con đẹp ha. Phúc Thanh, thả tim, thấy thả tim quá chừng luôn. Ken Love, thanh tim về phim trường hay vậy, cảm về luôn mà. Nguyễn Thắng, Bảo Lê, cả nhà có khỏe không? Hôm nay đầu tuần chắc cả nhà cũng đi làm việc hả? Tiến Quỳnh, chắc có lẽ năm sau đi cánh chào con Duyên luôn, Đặng Kim Kim, Trần Hoàng Minh, Tiến Quỳnh, khi nào qua Mỹ diễn vậy? Dạ chắc có lẽ sang năm em mới qua được Nguyên, tại bây giờ đang kẹt lịch kẹt show á, cho nên chưa có đi được. Cô thay đồ hả? Thôi đi rình mặt này luôn đi. Khỏi thay. Không có thoại. Làm đẹp đi rình. Đi rình không mà. Thì bởi vậy cái dây nó bắt em đi rình không mà. Đi rình với nhiều chuyện bà tám không mà, đúng dây của tôi vậy. Cảm ơn con.
Nguyễn Dân, Lan Ngọc Hoa, Dương Phúc. Phim đi rình mà đẹp vậy hả cô? Đi rình á, đi rình mà mắc cấp từ 8 giờ sáng tới giờ đó, đi rình đó. Mặt con bữa nay gọn ghê luôn. Hai chị em đọc bờ. Đây là bà nội. Cô mắc cấp rồi, cô đâu cần mắc cấp, thấy không? Tại cô đi làm cho người ta cũng mệt mỏi quá rồi, giờ cô đánh cái dấu trên đầu chơi vậy đó. Cô sợ người ta không biết cổ mắc cấp cho nên cô đánh cái dấu thật cho người ta. Xe đánh ký hiệu á. Hôm nay mặt cũng là mặt này mặt đẹp quá. Mắt nâu đánh màu này đẹp, đẹp cái màu môi đẹp. Cái son này thích quá à, cả nhà thấy màu son đẹp không? Cảm ơn cả nhà. Móng tay tím này vậy? Màu tím nữa nè, móng tay màu tím, ngọc nguyên. Quanh Chanel buồn ngủ mà vẫn lung linh như thường. Buồn ngủ nói chuyện á, nói chuyện cho quên ngủ á, ái ngầu. Cô nói chuyện vui ghê á, mãi yêu cô. Cảm ơn con Duyê Nguyễn. Tên có kêu à, Bình Lê. Lít bạn với con như cô, Diễm Hằng. Chào chị Lê Giang, chào em. Hiện giờ Lê Giang đang quay ở chia sẻ đi mọi người ơi, chia sẻ đi, chia sẻ đi mọi người, chia sẻ đi mọi người. Hôm nay đi đâu hết rồi, chia sẻ đi rồi Lê Giang nói chuyện cho mọi người nghe. Yến Nhi chia sẻ mỗi ngày mỗi sắc đẹp khác nhau. Ai chia sẻ rồi? Chia sẻ nó nằm ở đâu chị cũng biết. Người ta coi người ta mới biết. À, nè, dạ. Em chia sẻ nè. À, cảm ơn em Ái Ngọc, Linh Quỳnh. Em ở trên đó người ta đang lấy hả? Nhưng mà trong đó người ta là người ta cái nào sao thấy được vậy? Trời ơi, cái này chị đang trong để đang quay mà. À, đang quay không có thấy hả? Đang nội tiếp đi. Trời ơi, bây giờ lịch cứng ngắc nè. Shop không ai coi nè, đâu có đi chơi được. Không còn đi chơi được như ngày xưa rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh. Anh gì đó đã khen em được. Cảm ơn anh. Lan Ngọc Hoa 888, Kiều Tiền, Vin Lê, Helen Nguyễn, Lê Văn Đô. Bây giờ không có hát nổi, bây giờ đang mệt quá, đang buồn ngủ quá. Gió thổi yêu yêu làm cho con người muốn ngủ gục. Cho nên là phải ngồi lấy máy ra live stream. Xoái Nhi. Có Xoái Nhi nữa hả? Xỉu Xoái Nhi nữa, Xỉu Nhi, bây giờ Xoái Nhi. Lê Hà. Ở ngoài trời rất là nắng đó, mọi người thấy không? Đúng quay phim mà có cái nhiệt độ nắng này dễ bị điên lắm. Người đẹp không tuổi như ý tô, người đẹp không tuổi. Cô cho con hỏi con vào shop có được chụp hình với cô không? Tất nhiên rồi, vào shop với vào shop cô thì phải chụp hình với cô chứ. Trời ơi, con gái của tôi kìa, Lê Lộc Quỳnh. Con bán hàng cho mẹ đi con. Bữa nay Lê Giang đi quay thì có Lê Lộc ở nhà đó, mọi người cứ tới đi, mọi người sẽ chụp được chụp hình với Lê Lộc đó. Ồ cưng, tao bây giờ anh cho số em luôn rồi đó, số kia luôn rồi. Mẹ ơi con Bi nè của Lê Lộc Quỳnh, mẹ ơi con Bi nè của làng sao hả? À, Bi hả? Ủa chứ không phải Lê Lộc Quỳnh hả? Trời ơi, sao để tên Lê Lộc Quỳnh vậy ta? Từ hồi nào vậy ta? Chiều con về bán cho mẹ. Trời ơi là trời, thì ra tụi nó đi chơi không ở nhà phụ buôn bán cho mẹ.
Trời ơi, mẹ nó đi làm cực khổ, nó bỏ shop đi luôn nè, nó không có về nó buôn bán nữa. Bây giờ nó đi chơi chiều nó về. Thôi con đi chơi vui vẻ nha con. Chị xui, trời đất ơi, sao gì mà chỗ rồi có chị đâu nữa vậy chị xui. Chị cũng đi với mấy đứa nhỏ nữa hả? Trời ơi, làm tôi chửi quá chị. Diệt Trinh, Quanh Yến, Lê Ngũ Tứ Đại, nay chị đẹp lên hen. Ừ, quá vừa đây nè, lên ký mặt đây nè, nhưng mà đẹp phải không? Nguyễn Hoàng Bảo, Ngọc Lan, chị Quỳnh thích thế, suốt ngày được gầm collagen. Mẹ chửi quá. Ờ, mẹ chửi quá hả? Thôi chết cha, nãy giờ mẹ chửi hả? Thôi như coi như nãy giờ mẹ không có chửi gì đi, bỏ qua đi. Tại nãy giờ thấy có chị xui rồi tùm lum trong đó hả? Đi đâu với chị xui vậy? Đêm ra ngồi đi cưng, ngồi đi live stream được không? Hết đang đi. Nè, Ngô Gia Bảo, Thanh Vi, 150 người. Sao bữa nay ế quá vậy? Live stream bữa nay ế quá, không được vui nha. Tí Kiều Chung, mọi người có xe cho Lê Giang không? Hả? Đi quay phim. Tới chị chưa vậy? Trời đất ơi, bây giờ nó nhiều quá chế không biết làm sao mà các bạn mọi người, cho nên đừng có giận, cứ theo dõi đi. Khi nào mà chế lập lâu lâu chứ ngồi chứ lướt Facebook chế sẽ kết bạn mọi người, cứ bình tĩnh. Phúc Thanh, Dung Nhi, Chân Ngắn, Tranh Nguyễn. Chị quay chắc tới chiều tối chị về đi nghe. Anh Phu Ngô, mọi người có thấy là nick này là nick của Lê Giang thật đó. Hiện giờ đang có một hai người, một cái nick là Nguyễn Thanh Duy đang lấy để mà đi lừa đảo mọi người, là một cái tên là Nguyễn Thanh Duy nha, mọi người cẩn thận nha. Còn một cái tên là Tường Vi mà đeo cái mắt kiến, cô ta rất là ghê, ngày xưa nói là ái mộ của Lê Giang, rồi tự lấy hình avatar rồi gắn qua bên đó, rồi tự lấy tên mình đi order những cái sản phẩm của Đơn Vi Thanh Vân để mà lường gạt. Một bộ sản phẩm như vậy là order mấy chục triệu đó. Rồi bên Bảo Duy chồng cũ của Phi Thanh Vân nữa. Cho nên là mọi người đã điện thoại hỏi Lê Giang là chị có order gì không, chị mới nói là không có. Mọi người thấy ghê chưa? Cái cô Tường Vi đó là cái cô nhỏ tuổi đó mà rất là ghê. Tại sao có lại người ta lại có những cái ý tưởng khùng như vậy trời? Sao sống mà không có nghĩ tới cái tương lai, cái hậu quả. Thí dụ như đi mình đi là gạt như vậy một thời gian nào đó, người ta sẽ đi thưa bắt công, là ngồi ở tù, phải đang ở ngoài sung sướng không chịu đi ở vô ngồi tù ngồi mới chịu hay sao? Đúng không? Mình cứ làm cái chuyện gì cho nhân đạo đạo đức một chút xíu chứ, mình lấy cái tên người khác mình đi gạt người ta để mình làm cái gì, đi làm cái gì? Mà mình là thí dụ như mình ái mộ, mình quý mến thì mình phải trân trọng người ta chứ, tại sao mình đi lấy tên người ta mình đi gạt người ta? Cho nên là mọi người cũng thông cảm giùm Lê Giang, tại sao rồi bây giờ khán giả rất là muốn Lê Giang chỉ là kết bạn. Mọi người cứ bình tĩnh từ từ để Lê Giang từ từ, tại vì cái Facebook này là rất là mới, cho nên nếu bây giờ Lê Giang vẫn còn cảm giác rất là lo lắng sợ hãi, tại vì mọi người cứ có những số người cứ lấy cái tên Lê Giang, cái Facebook của Lê Giang để hình Lê Giang rồi làm những cái trò rất là dễ sợ. Cho nên là Lê Giang dặn mọi người đó, rất là cẩn thận. Không phải Lê Giang đi chăng nữa, nhưng mà ai hỏi hay là ai muốn cái gì đó mọi người cũng không nên trả lời. Cái đó là điều tốt nhất. Tân Nguyễn, cô đang ở quận 12. Không, ở đây đông lắm, không có hát được đâu, tại ồn ào lắm. Ở đây là quán cà phê mà. Hãy subscribe.
Nãy giờ cô cũng hơi chửi đó, hơi chửi thôi chứ cô chưa chửi nhiều. Nãy giờ cô cũng có chửi đó mà chửi nhẹ quá phải không? Ngoài thương, bữa nay mọi người vô rất là ít, thường ngày là lên gần 1.000 người mà bữa nay có nhiêu, có 100 mấy người thôi, mọi người đi đâu hết rồi. Bạch Kim Kim phải chị Gia ơi. Ở lời chị có inbox. Ủa vậy hả em? Em inbox vô cái Facebook này của chị đi. Tại vì nói chung là nhiều quá em hiểu không? Nhiều quá mọi người inbox đồ nhiều quá, cho nên là có gì sơ suất là mọi người bỏ qua giùm chị nha. Cứ inbox vào đây nè, chị, lâu lâu khi là chị rảnh cái là chị trả lời cho mọi người. Linh Quỳnh Chi Lâm, ủa tới chị chưa? Chưa, bốn cái luôn á. Trời ơi, vậy sao nãy nói cái thứ hai là có rồi? Không, ủa, cái này là cùng, với cả, cùng cái phân cảnh đó mà đổi chỗ thôi. Nó có hồi nãy trong lịch là cái thứ hai là có rồi mà. Ừ, thì sao cái này là cái nữa? Cái này mới là cái thứ nhất nè. Cái nhất là cái này. Nhưng mà chưa xong. Nãy giờ đây có một cái hả? Chưa xong cái mà nửa cái. Nửa cái. Ủa là bây giờ là chờ cả 4 cái nữa mới tới hả? Nửa cái nữa tới. Trời ơi, thiệt tình nó đi lên từ 8 giờ sáng ngồi đây tới có quay có một cái tới giờ thiệt. Mình ghê. Yeah.